Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Khoảnh khắc lúc này em đang ở khu vực trung tâm Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi. Phía trước cô bác anh chị đó chính là cái bùng binh bồn kèn, bùng binh cây liễu năm xưa đó. Bây giờ tất nhiên là dòng người đang rất là đông, hàng ngàn người đang tập trung ở đây để chuẩn bị đón cái giây phút đếm ngược chào mừng năm mới 2023. Bây giờ là 11:30 tối ngày 31 tháng 12 năm 2022. Còn 30 phút nữa chúng ta chào đón năm mới. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, đón năm mới với thật là nhiều điều may mắn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng xuất phát từ vị trí ngã tư Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Em sẽ đi về hướng bến Bạch Đằng và hy vọng là bắt kịp cái khoảnh khắc bắn pháo bông đêm hôm nay. Mời cô bác anh chị cùng theo chân em, dòng người đang rất là đông. Bên tay trái đây là chúng ta sẽ đi về nhà hát lớn, tức là Hạ Viện năm xưa. 11:30, rất là nhiều người la liệt ngồi nằm các kiểu để chuẩn bị chúng ta chào đón năm mới 2023. Bên tay phải của em thì chúng ta sẽ đi về hướng của chợ Bến Thành trên con đường đại lộ Lê Lợi. Hướng này chúng ta nhìn qua bên nhà hát lớn. Ở khu vực này là cái bùng binh bồn kèn. Đấy, toàn người là người không thưa cô bác anh chị. Không biết khi nào xe mới được lưu thông ở ngay cái bùng binh này. Em canh vào lúc 11:30 để có thể bắt trọn cái khoảnh khắc bắn pháo bông vào lúc 12 giờ. Vị trí này có mấy anh chị nhìn về tòa đôi chánh năm xưa. Ủy ban nhân dân thành phố ngày hôm nay và dòng người đang rất là đông. Ở phía chính giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cái sân khấu rất là lớn, cùng với đó là những cái bảng đèn LED mini dọc theo chiều dài của phố đi bộ để người dân ở đây người ta có thể theo dõi được diễn biến trên sân khấu. Còn một nơi nữa đó là đường Lê Duẩn Thống Nhất, thưa cô bác anh chị. Nhưng mà để xem bắn pháo bông thì chúng ta ra đây chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ em sẽ xuất phát từ vị trí này nha. Chúng ta đi hướng lên tới Bạch Đằng. Hãy
bác anh chị cùng quay trái quay phải, chúng ta cập nhật một chút tình hình ở đây. Rất là đông. Anh chị thấy không? Bị người luôn. Rồi bây giờ em sẽ đi từ từ lên bến Bạch Đằng, bởi vì mục đích chủ yếu muốn mời cô bác anh chị lên trên xem bán pháo bông. Bán pháo bông thì lên bến Bạch Đằng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Bây giờ em sẽ đi mé bên tay phải đây đi, bởi vì chính giữa phố đi bộ thì đông lắm, đông nhiều khi mình cũng ngợp thở. Sân khấu nằm ở phía gần cuối phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần bến Bạch Đằng. Và đây là cái hướng mà em đang đi lên đây. Có ngồi không? Có ngồi. Ngồi trước cái gì? Ngồi trước cái gì? Đây có cả xe cứu thương. Cái gì vậy? Chỗ đây là một cái bảng đèn, một cái bảng LED mini để người dân ở đây người ta có thể xem được trên cái sân khấu, diễn biến trên sân khấu. Rất là đông. Người không là người. Mình lùn cho nên mình phải đưa camera lên cao mới thấy được. Cô bác anh chị cùng theo chân em đi xem bán pháo bông trong buổi tối ngày hôm nay. Lần đầu tiên em thích tới giờ này để đi quay bắn pháo bông.
trời là đồng, người không là người, một biển người luôn. Lúc nãy em đang buồn ngủ mà giờ bắt đầu quay tỉnh ngủ luôn rồi. Rồi mời cô bác anh chị đi theo hướng này. Mấy chú chị trèo lên trên cái xe tín hiệu luôn. Đây hướng về tòa đô chánh, Ủy ban nhân dân thành phố ngày hôm nay. Mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lang thang với em lên bến Bạch Đằng. Tất cả các cái ngã đường xung quanh của trung tâm Sài Gòn là hầu như là kẹt xe, kẹt hết. Đây bà con mình đang ngồi chờ xem bán pháo bông. Lần đầu tiên đi xem bán pháo bông đêm khuya em cũng không biết kinh nghiệm như thế nào để chọn cái vị trí cho nó thật là tốt. Sân khấu chính ở phía xa xa thưa cô bác anh chị, đèn nháy quá trời đó. Đây chính giữa phố đi bộ nè. Người ngồi ở trong rất là đông luôn. Ở đây không biết còn đi được lên phía trên không. Chắc mình phải nép vào bên trong mấy cái khách sạn vỉa hè này mình mới đi được lên chị. Rất là đông. Quán đây anh chị, quán đây à.
có nửa chặng đường thôi để lên bến Bạch Đằng. Đây là buôn bán ăn uống. Thấy đông quá, còn bác anh chị có nhớ cái vụ Itaewon không? Đông quá. Đông quá. Hết đi được rồi. Có thằng bé nó ngồi trên cao luôn. Thank you.
trong năm mới, kính chúc cô bác anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Do đông quá cho nên là em phải lui ra phía sau đây, không có đứng phía trên kia được, chen lên không được. Rất là đông người. Bán giá khoảng 15 phút. Wow, đẹp quá. Lần đầu tiên đi phía như vậy. Chúc mừng năm mới. Hy vọng qua năm 2023 với mọi điều may mắn, thành công và tốt đẹp. Tốt đẹp hơn năm cũ. Khoảnh khắc này thật là đẹp, thưa cô bác anh chị. Wow, giòn tan. Không có chữ Happy New Year nữa. Wow, cái cảnh này đẹp nè, khúc này đẹp nè anh chị. Thật là đẹp. Chỉ có thể là đêm Tết Tây này thôi, chứ còn Tết âm lịch nhiều khi thì em không đi được. Thank you.
đâu mất tiêu rồi. Lấp sau tòa nhà rồi. Rồi hết. Ô, cái này đẹp nè. Dòng người đang tú ra để đi về. Hết nghẹt luôn. Wow, có nhiều màu này. Làm phút quá. Ok, 12 phút cho 2 mấy à. Thank you.
ơn anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và có những giây phút xem bắn pháo bông Sài Gòn. Không biết cô bác anh chị thấy có đẹp không? Thôi em về nhà ngủ đây. Bye bye, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Wow, rất là đông, bây giờ đi lấy xe không biết là có kẹt xe dữ lắm không?